Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý khi các bạn quay video bị rung. Cách xử lý video khi các bạn ta bị rung trên Adobe Premiere Pro. Đầu tiên các bạn add. Xin lỗi, tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ khâu bắt đầu. Rồi, các bạn mở phần mềm lên này. Nếu mà tạo một project mới thì vào phần new. Còn đây mở project mình đang làm sẵn đây. Ok. Các bạn đưa file vào import. Rồi. Bạn sẽ tìm file. Trên này tôi sẽ lấy một cái file nó dung một chút. Đây. Rồi, sau đó các bạn kéo vào timeline. Đây mình phải chọn xem nhé. Không dung lắm. Tuy nhiên mà nó sẽ rất là hiệu quả khi các bạn quay dung mạnh. Ok. Vào phần effect. Video effect. Phần distortion. Ok, kéo xuống map. Map. Thả vào đoạn video mà bạn cần xử lý nào. Khi thả vào thì sẽ phải chờ mất một thời gian ngắn. Rồi, ok. Đã xong. Vạch đỏ sẽ báo thành vạch vàng. Bạn xem nha. Rất đơn giản, các bạn add video mình cần xử lý vào, sau đó thả vào timeline nè, rồi vào phần effect này, đó, xuống phần đây, vào phần này và kéo hiệu ứng này, thả vào đoạn video mà mình cần xử lý. Ok, chờ thời gian phần mềm xử lý xong là xong. Xin chào các bạn.